Bia Katrina Gray, chị em đồng hương bị đồn xích mích, người được lòng fan Việt kể bị ghét. Mặc dù cả Bia Woodbath và Katrina Gray là hai niềm tự hào của Philippines trong thập kỷ này vì cùng đăng quang Hoa hậu Hoàng vũ thế giới, nhưng có lẽ mỗi người đẹp đều có tầm ảnh hưởng khác nhau. Nhắc đến người Philippines, có một thực tế ở họ đã được cả thế giới công nhận. Sự nổi trội khi thi đấu tại đấu trường nhan sắc tầm cỡ quốc tế. Tính riêng những cuộc thi lớn, Philippines đã có tổng cộng 15 danh hiệu. Trong đó, hai vương miện hoàng vũ gần nhất là của Bia Woodbath năm 2015 và Katrina Gray năm 2018. Vì cùng đăng quang tại một cuộc thi, nên việc hai người đẹp thường xuyên bị mang ra so sánh là điều vô cùng dễ hiểu. Có hay không chuyện cạnh tranh ngầm? Bia Woodbath là người đẹp Philippines đăng quang tại Hoa hậu Hoàng vũ 2015, cuộc thi gắn liền với scandal trao nhầm vương miện. Thời điểm đó, chiến thắng của Bia khiến người dân Philippines vô cùng tự hào. Cô chính là nữ thần trong lòng khán giả quê nhà, lập tức trở thành ngôi sao giải trí và gương mặt quảng cáo số 1 tại đất nước nghìn đảo. Tuy nhiên sau đó, Bia vướng phải tin đồn không hay liên quan tới những đàn em đồng hương chinh chiến tại Hoa hậu Hoàng vũ. Vì lẽ đó, bộ phận khán giả Philippines bắt đầu quay lưng với người đẹp này. Cụ thể, trước khi Katrina Gray lên đường thi Miss Universe 2018, Bia từng bị tố phản đối Philippines chiến thắng tại cuộc thi năm đó. Những lời đồn thổi trên mạng xã hội cho rằng cô không muốn người đẹp Philippines nào vượt qua được thành tích của mình vì ảnh hưởng tới danh tiếng cá nhân. Mặc dù lên tiếng phủ nhận, song hình ảnh của nàng hậu bị ảnh hưởng bởi tin đồn thất thiệt. Cũng chính bởi tin đồn trên mà sau khi Katrina Gray giành chiến thắng, fan của hai nàng hậu liên tiếp công kích nhau, thậm chí so bì với nhau từng chút một. Còn nhớ thời điểm Bia đăng quang, hàng chục ngàn người hâm mộ thét chói tai từ cửa sổ các văn phòng cao tầng của họ. Nhiều người khác lại đổ xô xuống đường và vẫy tay với Bia Woodbath, đến nỗi cảnh sát phải được triển khai để đảm bảo cho cuộc diễu hành. Không kém cạnh, Kate cũng nhận được vinh dự diễu hành để người dân Philippines tung hô chào đón. Điều đáng chú ý là buổi diễu hành của Katrina đã thu hút số lượng người tham gia, một con số ấn tượng với hơn 5 triệu người xuống đường chỉ để được ngắm nhìn cô nàng, bất chấp cái nắng dữ dội tại xứ sở này. Trong trang phục dân tộc truyền thống màu xanh lá, người đẹp vẫy chào fan hâm mộ và gửi lời cảm ơn vì đã ủng hộ cô trong suốt cuộc hành trình. Cảnh tượng người dân Philippines đứng nghẹt hai bên đường gây ùn tắc giao thông khủng khiếp suốt chiều dài trục đường chính tại thủ đô Manila như là một biển người để tung hô mỹ nhân Katrina Gray. Cảnh tượng hoành tráng hơn hẳn buổi diễu hành của đàn chị Bia Woodbath khiến nhiều người phải choáng ngợp. Tuy nhiên, fan lại cho rằng về thiết kế của chiếc xe diễu hành của Katrina thì vẫn chưa thể nào sánh được với của Bia Woodbath. Đều lấy cảm hứng từ chiếc vương miện Miss Universe và màu sắc bộ trang phục dạ hội của hai người đẹp, nhưng của Katrina thì bị không ít khán giả cho rằng nó khá thô và nhìn không khác gì một chiếc đùi gà. Thậm chí, trên xe còn không thiết kế mái che cho đương kim hoa hậu, trong khi chiếc xe diễu hành của Bia được thiết kế sang trọng, hoành tráng và vô cùng tinh tế. Chỉ một vài chi tiết nhỏ đã làm cho mối quan hệ fan của hai nàng hậu vốn không tốt đẹp nay lại càng trở nên gay gắt. Người được lòng fan Việt kể bị ném đá tơi tả. Hồi tháng 6, Katrina Gray đã đến Việt Nam để đảm nhận vai trò giám khảo đêm chung kết Hoa hậu Hoàng vũ 2022. Người đẹp Philippines bị choáng ngợp trước sự chào đón nồng nhiệt của đám đông người hâm mộ đợi sẵn bên ngoài sân bay. Sự xuất hiện của mỹ nhân 28 tuổi khiến sân bay náo loạn bởi những tiếng hò reo phấn khích của đông đảo fan sắc đẹp trong nước. Đáp lại tình cảm nồng nhiệt từ đám đông, Hoa hậu Hoàng vũ 2018 liên tục vẫy tay chào, nở nụ cười thân thiện với người hâm mộ. Trước sự bao vây, nàng hậu vẫn giữ phong thái tự tin, chuyên nghiệp, cởi mở và không ngại bắt tay ký tặng fan Việt. Trên Instagram cá nhân, cô cũng nhanh chóng khoe loạt khoảnh khắc được chào đón nồng nhiệt tại Việt Nam, đồng thời bày tỏ niềm hạnh phúc khi được yêu thích đến như vậy. Ngoài ra, sự xuất hiện vô cùng chỉnh chu và làm việc hết mình tại Miss Universe Việt Nam 2022 cũng đã giúp nàng hậu ghi điểm với khán giả Việt. Trái ngược với Kate, Bia lại không mấy được lòng fan Việt. Miss Universe 2015 từng gây tranh cãi vì thắc mắc về số lượng vô của Khánh Vân. Cụ thể, cô đăng dòng trạng thái trên Twitter cá nhân, bày tỏ sự ngạc nhiên khi đại diện Philippines thua lượt vô của Khánh Vân. Chẳng lẽ fan sắc đẹp ở Việt Nam còn nhiều hơn Philippines sao? Động thái của cựu Hoa hậu Hoàng vũ Bia Woodbath lập tức nhận chỉ trích từ khán giả Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng cô hành động thiếu suy nghĩ với cương vị của mình, bởi trước đó, đích thân hai MC đã công bố Khánh Vân là thí sinh có số lượng vô cao nhất lịch sử cuộc thi. Đây không phải là lần đầu tiên Bia khiến netizen nổi đó. Còn nhớ ở tập đầu tiên của Asian Next Top Model 2017, tấm hình với chủ đề siêu mẫu chạy trốn của đại diện Việt Nam là Minh Tú nhận được khá nhiều lời khen từ phía ban giám khảo, nhưng đến lúc công bố kết quả thì cô chỉ xếp hạng 8 và Bia chỉ chấm cho Minh Tú 4,5.